Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình. Hiện tại mình đang học tại trường ICTU của Đại học Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Mình làm video này vào năm 2017. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Nguyễn Công Hoan. Tác giả Nguyễn Công Hoan đã viết rất nhiều tác phẩm và mình đã chọn lọc ra hai tác phẩm mình cho là hay để đọc, chia sẻ cho các bạn. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ đóng góp những ý kiến, những phản hồi tích cực lẫn tiêu cực về phía mình để mình làm những video sau được tốt hơn, hoặc nêu lên bình luận lên ý kiến về tác phẩm, nhận xét về tác phẩm. Sau đây là mình xin được phép đọc cho các bạn. Nhan đề: Hai thằng khốn nạn. Vào năm 1926, nước to đê vệ vỡ tứ tung, nhân dân bêu rách khổ sở, nhất là khi nước đã ra đầu. Trong cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi hơn nữa. Cỏ tàn khắp cánh đồng xa, bên làng hoang hủy mấy nhà lơ thơ, đầu đường mẹ bé con thơ, người tìm sang bắt kẻ đưa về đoài. Bởi thế bác lang luôn mấy tháng, nào là nhà đổ, nào là trâu chết, nào là đất bán, nào là ruộng cầm. Gia tài tuy chẳng được là bao, nhưng đến cái cảnh tai bay vạ gió mà sạch sành xanh, thì dẫu ông vua đời cũng là ông vua mất nước. Hay thằng bé bây giờ mất tiền, cái tâm lý ấy đau đớn ngang nhau vậy. Không những thế, vợ bác lại mới chết về chữa bệnh, để lại cho bác một đứa con trai mới biết ngồi. Cái cảnh gà trống không còn có mồi mà nuôi con mới đáng đau lòng. Bác Lan thực là thằng khốn nạn nạn như vậy. Đêm hôm trước, bác ngồi nghỉ mà rớt nước mắt, của chìm của nỗi đã không còn gì, nhịn cơm từ sáng để nhường cho con đã lạ cả dạ dày. Nếu mai cũng thế này thì bố chết đói, con cũng chết đói mất. Âu là trong nhà còn một thứ của nỗi nữa, đem bán nốt đi chăng? Bác Lan nghĩ thế và làm thế. Bác xin được cái thúng sức cạp bện với đôi quan và chẻ cái đòn gánh. Sáng sớm gánh thằng bé con đi, một bên quan là một tảng gạch để thăng bằng với thúng hàng ở bên kia, một bên quan là một bên thúng đựng hàng. Trên cái thúng tùm lum manh chiếu rách che hàng cho đỡ nắng. Bác lang thang từ làng này sang làng khác, qua chợ nọ nọ đến chợ kia, nhưng chỉ thấy có người xem mà không thấy có người mua. Bác lang đói quá, mắt đã mờ. Thằng bé con trần truồng trong thúng, nằm ngã ra, mồm miệng bê bết những vạ vãi, mũi và vỏ khoai. Đi đường bác toàn gặp bọn khóc dở mếu, dở cười như bác cả. Ăn ngủ nhau cũng chỉ có câu: nay bác đến nhà ông Nghị Trinh, may ra ông ấy hiếm hoi, ông ấy mua cho. Đi mãi mới tới làng, bác mới đến nhà ông Nghị Trinh. Trời đã sắp sẩm tối, đứng trên cổng trông vào trong nhà, bác thấy gạch tây bóng lộn gập gồ sập gồ, tủ chè gương đứng giường tây, thật có vẻ tĩnh trung sung sướng. Bác đang đánh liều gọi cổng, anh bếp ở trong chạy ra: nhờ cậu vào bẩm với ông bà rằng có người bán con đứng đứng ở cổng. Cậu bếp hỏi han một vài điều, ra dáng tử tế, săn sóc nhanh nhẹn lắm, rồi mới đi vào. Bác Lan vì đói quá mà nó cấp bách quá nên tưởng tượng nay đủ 5 phút nữa thì bụng sẽ được no đầy, nhưng tưởng tượng thế là là lầm rồi. Độ 1 giờ sau, bác mới thấy có một người mặt mũi trương phi, cổ ruột bụng phệ mưu trễ mà không có râu, mặc quần áo lụa phe phẩy cái quạt ra vườn chơi. Bác đoán là ông Nghị, bèn đánh tiếng:
thì quá là ông nghệ thuật, nghe giọng hát chuẩn lắm. Sau công việc chuông gọi người nhà, nó vào nó bấm, bác Lan kể nói cơ cực và ngỏ ý dạm bán đứa con. Ông Nghị nhìn qua bác, nhìn qua đứa bé rồi nói: ừ, để tao nói chuyện với bà rồi sẽ hay, chờ đây, tao ra ngay. Nghe câu ấy, bác Lan tuy trong bụng lép kẹp nhưng thấy được no một nửa vậy. Hơn nửa giờ qua, nửa giờ sau, ông bà Nghị mới ra, bác Lan chào. Rồi cũng những câu khi nãy bác nói với bà Nghị, bà Nghị ra ý cảm động, bà bế đứa con vào trong lòng ngắm nghía mãi. Ông Nghị thấy bà có vẻ vừa ý, bèn hỏi giá: mày định bán bao nhiêu, nói cho thật. Bẩm tùy ông bà cho ạ. Người bán không nói giá, người mua không biết giá, thì làm thế nào độc giả các ngài đánh giá hộ đi? Một người như chúng ta đây khéo mui khéo dạy thì cũng chưa chừng vị nhân ấy cũng nên 100 nhé, 200 nhé, 500 nhé. Ông Nghị thấy bác Lan lưỡng lự không muốn nói giá thì đôi ngồi xổm ở cái thúng, bảo ông đứng phát giận. Đáng lẽ ra ăn cho không tôi cũng không lấy, vì tôi phải nuôi nó cho anh. Nhưng thôi, việc phúc đức, tôi cho anh 3 hào, cầm lấy. Vừa nói, ông vừa móc túi tiền đưa ra. Bác Lan gãi tay thở dài, có lẽ không ngờ đâu cái giá trị của thằng bé con nó chỉ có thế mà thôi. Thưa ông, tôi không nói đâu thôi. Ông với anh gì, tôi không quen mặt cả, 3 hào, không bán thì thôi. Nói xong ông quay vào, gọi bà đi và đóng cổng lại. Bác Lan vẫn vơ nghĩ ngợi mãi, chờ mãi không có người trả thêm xu nào. Nửa giờ sau, bác không thể nào nhìn nổi nữa, chắc dạ dày rỗng tách từ hôm trước. Thôi thì 3 hào thì 3, con mình được chỗ ấm no nương tựa, còn hơn là bố con bêu rách xó chợ đầu đường. Nghĩ vậy, bác chập chuông. Một lát ông nhìn ra: thế nào, anh có định bán thế không mà gọi? Thôi lại ông thương phận nào, con nhờ phận ấy. Thương là thế nào, nói gì dứt khoát, bằng lòng bán 3 hào không? Bác Lan mỉm miệng gượng cười rất chua chát: vâng. Ông Nghị đưa cho đưa bác vào trong nhà làm giấy má xong, ông còn xem xét kỹ đứa bé kỹ càng. Khi thấy sau lưng có nhiều nốt ruồi ra thì ông có ý không bằng lòng, chê bai mãi rằng xấu, xấu thì phải bớt tiền. Cho nên khi trả, ông ban cho cả 3 hào mà phạt 2 xu nốt ruồi. Bác Lan văn lại vang mãi, nhưng bác nghĩ nếu cố làm nghề 2 xu thì chưa chắc đã được, mà không khéo lại bị trả tiền lại. Nghĩ mực cười, mình đã khốn nạn hơn thì thôi, chịu cầm 2 hào 8 vậy. Bác bế đứa con lần cuối, hôn hít, dặn dò mãi mới rứt. Khi ra cổng, bác đi không nỡ tình cha con vướng mít. Bác nghĩ muốn trả lại 2 hào 8 mà lấy con về. Bác đứng lại, qua nhìn vào trong nhà ông Nghị thì thấy có kẻ bưng chậu nước, người lấy xà phòng, người tìm khăn mặt. Ông Nghị tự tay tắm cho đứa bé, ra dáng âu yếm nâng niu. Bác nhìn mà hạ cái tấm lòng, nỗi đau đớn cũng như tiêu tan vậy. Có ông Nghị, hai mắt vẫn nhìn cái lưng nốt ruồi nhắc mặt, còn như tiếc món tiền tiêu vô ích khi nãy. Một chốc ông đầy yêu hợp nói với vợ: bà hoài của gia bớt hẳn 5 xu, nó cũng phải chịu, sao ông nhiệt thế? Tiền hàng vạn lo nghị viên không tiếc đấy, mà mấy xu này lại tiếc hay sao? Ông Nghị đang tức hơi phát gắt mà rằng: tiêu cái món đáng tiêu thì còn tiếc cái gì? Thằng biết đâu mà chạy ra tìm thằng bán con ban nãy, bảo nó giả tiền cho tao để lấy lại con ngay lập tức. Bác Lan giật nảy mình, co cẳng ù té, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa đếm: 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Tác phẩm thứ hai, Thật là Phúc. Chú lính
ván cắt, cứ buổi chiều ngồi trên phản trong trại, trông ra ngoài mằn mằn, thì cũng cho là đôi mắt được một bữa tiệc no nê bằng cược ngắm các chị đi gắn nước ở giếng trong huyện. Trong khi các chị gắn nước ở đó, chú chú ý đến một chị là Ma Phong, anh chàng bán giò ở cổng huyện tên là Tam. Cứ kể ra chị Tam trông cũng tình thực, cái vùng sồi đen nhắn, cái áo hồ lơ, cái thắt lưng đỏ phấp phới bay theo gió, cái bộ xà tích lủng lẳng đập vào đùi đã làm cho ván cắt tay xa lở cò bợ. Không những thế, chị Tam lại còn có cái bộ mặt dâm một cái chị gắm hai thùng nước nặng mà đi qua trại, thì mắt cố nhìn thẳng, mũi cố cầm hơi, tay ngẩy đằng sau đầu nghiêng bên cạnh, cố kéo cho cái hò áo nó che kín ngực. Thì tuy mất vẻ tự nhiên nhưng mũm mĩm như quả đào vân nam mới trời, khiến cho ván cắt chết cũng vớ vội lấy cái đàn bầu mà tảng tằng mới tiếng. Nhiều khi chị Tam hớn hở, chú cũng chỉ phàn nàn có một câu rằng: hoài của giá như mình xú ca niên cho nó ít giấy lát để cho đánh đôi thùng rõ sáng thì thật là bản trẻ. Nó nôm na chú ván cắt muốn chim chị Tam đáo để, nhưng bậc chú định ngồi bên trong mằn mằn ví cho chị Tam một câu rõ hay. Giá chú biết làm thơ làm văn thì hẳn đã nghĩ được một bài trường thiên rõ dài để tặng. Khốn nhưng chú chỉ quen thói tục ngực lầm lưng dân, cho nên chỉ học được cái mốt chim gái của bạn đồng nghiệp thẳng như nòng súng là giữ nó chắn đường hoặc nắm cổ tay mà bắt nó một câu: ra nhà nhà buông em ra. Những người ăn này chỉ dám tiếng ghi thế thôi, chứ thầy quản đồng này nghiêm khắc lắm, lỡ chú bị lọc gầm và bị tai thì phải biết. Cho nên lắm lúc gặp cơ hội tốt mà chú nghĩ đến hình phạt nhà binh thì chú phải là đỡ mi tua ngay. Còn một kế sau cùng chú nghĩ đã chín lắm, là nhân lúc lĩnh lương gặp buổi bóp nạn được thằng dân nào, chú quyết bỏ hẳn ra ba hào chị, gặp chị hàng Tam đánh một bữa bánh giò rõ no. Thế là a lê tha hồ tán kiện. Buổi tối hôm ấy, trong túi của chú ván cắt sổng soạn có tiền, chú bèn búi tóc yên ngựa cho thật mềm, gài cái lược xương trắng cho thật khéo, chiếc cái khăn lược cho thật vố, vuốt ít nước hoa cho thật thơm, rồi soi gương đằng trước đằng sau ngắm nghía mãi mới thay quần gài khố bóc gói thuốc lá mới phì phèo hít còi đi la mát. Lúc bấy giờ đã vào 9 giờ khuya, nhà hàng phố đã đóng cửa kín. Chú quan cách lượn qua nhà chị Tam mới lượt thổi bài kèn la vầy rõ lẳng để đánh tiếng rồi dòm qua lỗ liếc. Chỉ ngồi một mình đương chạy lạc, chú ngắm nghía thế một lúc lâu rồi đắn đo không biết thằng chồng đi đâu mà cứ liều gõ cửa. Chị Tam đương lúi húi bèn ngẩng đầu lên hỏi: ai? Tôi đây, cho tôi mua ít bánh giò. Chị Tam đứng dậy vừa nâng lấy cái liếp ván khách đã lắp được vào trong rồi: chào chị, mâm giang còn bấm chị bánh giò không? Thưa thầy, hôm qua phiên chợ nên nhà còn ít, thầy mua dùng cho cháu. Được, còn bao nhiêu mang cả ra đây? Anh ấy, nhà chị đâu rồi? Thưa thầy, chạy đâu ấy ạ? Ván cắt đường dịp tốt, A La Văn ngay đến trước mặt chị Tam, vừa cười vừa lả lơi nói: cẩm ma lắc với nhau cả, thầy với cháu gì, đừng nói thế, phải thôi. Nói xong, chú sấn ngay vào, nắm cổ tay người yêu một cách âu yếm: nhà ơi! Thế rồi, mặt chú liêm diêm như một nắm súng, chị Tam nhanh thoăn thoắt giật ngay ra, lùi lại mấy bước. Oai, thầy Quyền làm cái trò gì thế này, tôi kêu lên bây giờ. Mình ơi, tôi yêu mình lắm, vừa nói chú vừa sấn vào ôm chị Tam đẩy ngã xuống đất.
rồi cũng ngã theo. Ôi trời ơi, thầy Huyền làm gì tôi thế này? Tiếng kêu rầm hàng phố, thình lình anh ta mà đâu chạy về đến nơi. Hạng Cát Hải đã đoán trước ngay rằng máu gan của anh ta mà đùng đùng nổi lên thì chủ quyền của anh Cát sẽ bị trói gô vào chân giường mà phải một trận đòn nát da tan thịt. Thế nhưng anh ta tuy hơi tức đầy cổ nhưng cũng cố nén ngay. Anh sợ Văn Cách là người của nhà nước, là có chức, là có sức, có quyền hơn anh, mà anh lại lại thì hèn hạ, chi bằng thôi thu xếp cho êm là hơn cả. Cho nên anh chỉ lấy lời ngọt ngào mà nói với Văn Cách chứ không dám đôi thôi. Vậy là Văn Cách nào phải biết người biết điều, thấy tam chịu nước lép, chú lại làm già sớm đến tát cho tam mấy mấy cái. Ngờ đâu tam giữ được cái chì giả dò dương lên đỡ. Văn Cách tưởng tam đánh quờ tay, giật phát ngay được cái chì rồi giơ thẳng cánh AD to hốc sống mũi tam, máu chảy đầm đìa. Tam ngã quay ra miệng kêu rầm hàng xóm, nghe tiếng kêu 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 cứu người phố lại kéo đến rất đông, mới gỡ được cái đám đánh nhau ấy. Được Văn Cách vẫn còn hung hăng trỏ vào mặt tam mà mắng: mày láo Tam Cương, mày không biết ông là ai à? Hàng phố thấy chuyện bất bình, ai cũng thương hại vợ chồng tam bị bắt nạt một cách vô lý. Lúc ấy Văn Cách đã về rồi nên nhiều người xui tam đi trình ngay với quan huyện để ngài trừng phạt ngay kẻ hay ấy, hay lấy thịt đè người ấy. Cậy lên huyện mà vào hiếp vợ người ta, lại còn đánh người ta, pháp luật làm dung, phải đi kiện mới được. Bắt nạt thế ai chịu nổi? Cứ kiện đi, có tôi làm chứng. Cứ để nó quen thói thì nay nó hiếp vợ ăn, mai nó tha gì vợ tôi. Sau một lúc bàn ra bàn vào, mà em ta mới đi dám đội khăn mặc áo đi vào trong huyện. Quan ở trong nhà tư, ngài đương đánh tại bàn, thấy đương có ầm ầm tiếng kêu, ngài cũng đoán là có chuyện gì to xảy ra, nhưng vì chưa có ai báo thì chưa chắc đã to bằng cái ván bài mà phải báo của thầy thừa U Vạn Cửu thiếu lâm. Quan cười ha hả. Các cậu lệ thấy quan vui cũng tủm tỉm liếc nhau, bỗng có tiếng rì rào ngoài cửa và người kéo lố nhố đầy sân. Cậu lệ đang hầu nước bài phải ngước mắt ngước nhìn mãi lên đến nỗi phải chửi vì quan làng quân ăn đắng mà không biết. Lúc ấy tiếng xôn xao càng to, nên quan biết là đám kêu to ngoài phố khi nãy. Thật may anh Tam vì trình quan vào lúc đương vui, chẳng lẽ phải chờ đến buổi hầu sáng hôm sau mới được vào. Quan cho câu lệ hỏi chuyện thì thấy câu lệ dắt anh Tam vào. Dạ lúc ấy quan không hỏi không mãi nhìn quân bài ở dưới chiếu, hẳn ngài đã thấy anh Tam mặt mũi bê bết máu máu me. Anh Tam vái chào khum núm gãi đầu chắp tay bẩm hết cả nỗi vợ mình bị hiếp là thế, mình bị đánh là thế. Câu chuyện rất dài nên anh phải kể làm ba bốn mất hết, vì thỉnh thoảng quan cắt ngang mà hỏi vặt: khoan, cử quan đấy có phải không, chiếu hứa gì sao không sướng to lên? Câu chuyện bẩm xong thì đã hết ván bài. Quan ngẩng đầu lên nhìn anh Tam rồi gọi chị Tam vào. Quan ngắm một lúc, hai con mắt sáng quắc như hai ngọn đèn trời, khiến cho hai vợ chồng nhà hàng bánh giò phải thất đảm. Rồi ngài nghiêm nét mặt lại như có ý muốn nghĩ cách phân xử công minh. Lúc đó ngoài sân tối mù mù, người đứng xem đằng xa cố ngậm miệng nín hơi để nghe. Một lúc ngài sắc sảng thường xuống như ông Lâm Thần ban hạnh phúc cho chúng sinh mà dạy rằng: đáng lẽ đương đêm chúng bay đánh nhau thì không biết nết tẻ ra sao, ông hãy bỏ tù 24 giờ cái đã. Nhưng ông tha về mà làm ăn lương thiện không đâu thôi nữa. Và lại vợ mày mặt mũi thế kia chắc hẳn cũng có thế nào với nó thì nó mới thế chứ. Thôi ông cho về, ông đang bận. Một tiếng dài dài, anh Tam thụp xuống đất lạy tạ quan hai lạy. Đoạn dài anh lom khom lui ra, nét mặt vui vẻ như người biết an phận rỉ tai nói với vợ: may quá, suýt nữa phải ngồi tù, thật là phúc.
lại quan lớn ngàn năm. Vừa rồi mình đã đọc hai tác phẩm này và mình xin kết thúc, tại đây. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.